Hãy dừng lại ngay điều này nếu không muốn tiền bạc của bạn rời xa bạn mãi mãi. Thủy đã từng chứng kiến rất nhiều anh chị đến với nhóm học tập và anh chị ấy có tâm sự với Thủy. Cứ hết có tiền trong tay là lại có việc để dùng đến. Lúc nào cũng có cảm giác thiếu thốn về tiền bạc, không dư giả về tiền bạc, không có được cuộc sống đủ đầy, cuộc sống bị đảo lộn, không may mắn như những người khác. Khi ngồi xuống nói chuyện thì Thủy mới phát hiện một lý do sâu xa khiến cho nhiều anh chị đang mắc phải. Nếu anh chị nào ở đây đang mắc phải điều này thì hãy dừng lại ngay lập tức. Đừng để cuộc sống của anh chị đi vào vết xe đổ giống như anh chị trong nhóm học tập của Thủy. Vào buổi sáng khi mới thức dậy, chúng ta có cảm giác không vui, không hạnh phúc, không thoải mái. Chúng ta suy nghĩ rất nhiều về những cái vấn đề về tiền bạc. Tim anh chị đập loạn nhịp, ruột gan nóng như lửa đốt, lo sợ một ngày dài đầy phiền phức. Chúng ta lặp đi lặp lại điều này thường xuyên và không biết là đó là một cái tác hại vô cùng to lớn. Khi anh chị lo sợ, suy nghĩ về vấn đề tiền bạc, thì nó như một thỏi nam châm thu hút thêm nhiều vấn đề, nhiều lo lắng, sợ hãi đến với chúng ta nhiều hơn. Bởi vì buổi sáng khi vừa thức dậy, trường năng lượng của anh chị rất là sạch, tiềm thức và vũ trụ hoạt động với cường độ rất là mạnh thông qua luật hấp dẫn. Thế nên anh chị hãy dừng lại, đừng có suy nghĩ tiêu cực nữa. Hãy mỉm cười, cảm nhận sự hạnh phúc, dư giả nhiều tiền bạc, lấp đầy tâm trí. Cụm từ tôi là người thành công, tôi là người giàu có, tôi là người thành công, tôi là người giàu có. Nếu anh chị muốn làm chủ tâm trí của mình, suy nghĩ về những cái điều mà anh chị mong muốn để thu hút may mắn, lợi lạc đến với anh chị nhiều hơn. Muốn làm chủ được cái thân, cái tâm, cái trí của mình, thì anh chị hãy ấn vào đường link bio phía dưới avatar của Thủy. Thủy sẽ gửi cho anh chị trọn bộ 28 ngày thực hành lòng biết ơn để anh chị nuôi dưỡng con người của mình dư giả đủ đầy. Khi bên trong anh chị dư giả, bên ngoài mới dư giả. Khi bên trong anh chị đủ đầy thì bên ngoài anh chị mới đủ đầy. Hãy follow kênh của Thủy và share bài của Thủy đến thật nhiều người biết đến. Và hãy follow kênh của Thủy để biết thêm nhiều phương pháp ứng dụng luật hấp dẫn vô cùng hiệu quả.